Băng đường tân học đây là băng điểm kính đi xin kính chào các anh chị và các bạn và toàn thể những vị khách có mặt trên đây. Ladies and gentlemen, on behalf of Indian Chair number 59, welcome you all, especially some friends I have been for a couple of years. And thank you very much to be here tonight. I wish you have a great time, good time tonight, right? Trên những tiếng đàn đã đưa chúng ta vào những phút giây 60-70. Quý vị có biết những bản nhạc đó rất là trong thời gian vào ngày xa xưa đã mang lại những tiếng đẹp và bản nhạc chúng em. Cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, Tân Phát Ban Nhạc Thiên Nhiên đã tổ chức cái show này là show thứ bao nhiêu ngày nay? Đúng 59. Chúng tôi nhận thấy được tất cả những quý vị đã ủng hộ Thiên Viên từ những show đầu tiên. Và trong ngày hôm nay chúng tôi vẫn nhìn thấy các bạn yêu thương đó. Mong rằng chúng tôi tin rằng là những cái cách sống của quý vị, cái thưởng thức nghệ thuật âm nhạc nó sẽ nhanh cho mọi người chúng ta có một sức khỏe dồi dào thì phải không bác sĩ? Dạ thưa anh, em được biết rằng nhờ động lực của anh là và của tình yêu anh nhất là thứ anh nhất bắt đầu năm 2008 và được sự động viên của anh Thọ Khang Đây. Và Thọ Khang Đây là cũng là hàng xóm của mọi người ở Việt Nam và cũng là một sự tình cờ để biết xem anh là chính mình và bắt đầu em hợp tác với nhau và mình kiếm được từ đó. Và em được biết anh là người bắt đầu từ số 1 cho đến bây giờ. Kính thưa tất cả quý vị, Châu Tiến Biên, nhạc sĩ Tiến Biên là một tài danh tôi, cái tên cá nhân tôi cũng rất là thân phục. Tiến Biên do đó trong những cái show đầu tiên có rất là nhiều rồi đó còn có nhạc sĩ Tùng Giang các kẻ đây. Mà tôi biết ngày hôm nay cũng có một số các nghệ sĩ rất nổi tiếng mặt ngày hôm nay là từ Tùng Giang rồi Nam Phương ở đây trong năm rồi rất là nhiều nhiều nhạc sĩ là kẻ ca sĩ hay kẻ ở Trung Quốc và còn những bạn và cái thưa bạn quý vị và đối bằng như này là trong giây phút này là những gì chúng ta trong những ngày sắp tới. Dạ thưa em được biết là mình vừa mới qua Tết là ngày mùng Tết của mình và mình biết rằng năm nay Tết Nguyên Đán thì sẽ sớm hơn khoảng năm còn chỉ còn tháng hai còn nữa thôi là mình chỉ có Tết Nguyên Đán nhớ là mùng một hay tháng hai thôi. Hi, I really have a question for someone who does not speak Vietnamese. Do you know what the New Year coming up? In 2 weeks, as an animal crew, what side animal would it be next year? Yeah, I thought Ken nói là năm nay mình là chuẩn bị tới là năm ba con trai New Year người chào thì người trai New Year. Đúng rồi, cái New Year. Anh nghe nói cứ nghe nói là quá tâm chi hổ, quá tâm chi hổ lại trong cổ nghe sao? Đúng rồi, năm tới à năm còn. À, có một cái điều đặc biệt là cái năm mà năm kế là làm năm gì nhau? Em được biết là 60 năm mới có một lần trở lại, tổng vẫn còn có lần chưa hổng, 60 năm là mình nhân tình, 60 năm mới trở lại cái năm còn nữa. Thật sự ra con đường là cũng chỉ có gì. Thật em biết. Cô Nguyễn đã nói, cũng đã nói, không gì nữa. Tông tiền nghi tân trong giây phút này phần hai phần nữa là sẽ hết và trong giây phút này chúng tôi cùng nhớ đến lại những câu mà tiền nhân ta đã kể lại và đã dạy
giá trị chúng ta trong những phút này là những chúng ta kiểm điểm lại trong cuộc sống qua với những rất là niềm vui, niềm hạnh phúc cho đã cho phép chúng ta có mặt ngày hôm nay và được sống. Như vậy, có những cái điều mà chúng ta không nhớ đến tới thì ngay trong giây phút này chúng tôi sẽ đề nghị một toàn quý vị đại nhân cùng với chúng tôi lại hết những cái chuyện gì mà không vui của năm ngoái và tốt chuyện mà chúng làm chuyện gì. Cho tất cả những chuyện mới, covid những lo lắng những lo chuyện của những năm qua cũng trong ai và chuẩn bị cho năm mới hai tuần nữa những đó một năm mới để cho mình có những vui vẻ hạnh phúc ấm áp với những cái bầu trời mưa dọc mưa mùa đông mà chuẩn bị cho không thể nói hiện ra con người cũng rất cảm ơn quý vị đã có cũng là yêu mến và lịch sử và các bạn chúng tôi cùng nhau trong giây phút này chúng tôi xin mời các thể quý khách quý bà và quý thân hữu cùng với chúng tôi để cho đánh dấu trong giây phút này con đường trở về căn căn và xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy nói lên để đến đâu tôi cũng kiểu nghị tâm chúng ta cùng nhau nói những cái phút đó để chúng ta bắt đầu trong những phút này chúng ta tốt kiểu và vừa chuẩn bị nghị tâm trong cái buổi vận động hôm nay. Sau khi các chị một em xin mời quý vị cùng với chúng tôi nha. Sơn Quan Du Lắc, Big Enemy, I wish you could say that now would you with us tốt kiểu nghị tâm. Ok, tốt kiểu nghị tâm. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Cảm ơn lời cảm ơn tất cả các quý khán giả. Và mình sẽ có một cái cảm giác non sót, ấm áp để mình luôn quen những người thân yêu của mình. Ok, thưa thầy quý vị, trong cái giây phút thật là trao trọng và tình thương, tình thân ái, tình người, chúng tôi sau đây chúng tôi xin quý vị dành một tràng vỗ tay rất đặc biệt với tiếng nói của nhạc sĩ Tiên Biên. Tiên Biên nhạc sĩ rất cảm ơn quý vị khán giả có mặt tại đây. Không có lời gì hơn. Cảm ơn, dạ, cảm ơn. Xin mời quý vị, xin mời tất cả quý vị cùng ra cùng chàng hôm nay đặc biệt cho mọi người ở đây đã đón tháp phù sư đặc biệt những năm chín. Xin mời quý vị cùng ra đón tháp. Quý vị cùng thiên nhiên thân thân này, cảm ơn thiên nhiên đã bảo trọng cho sư đặc biệt những năm chín. Và xin đây là một người là người tài trợ chính cho sư đặc biệt những năm chín. Bác sĩ đã hành lời đến 30 năm. Đã mở một mét của đặc biệt như đối diện cây xanh hay kho ngày hôm nay ở San Diego và khác và cũng là người phát triển các đầu hoa lên máy thiết bị y tế của đặc trên đây là 7/9/6/1/2/4/3/4 ở liên lạc với Thọ Giang và cũng về cảm ơn chúc cho đây bản chúng ta đi xuống đây Sài Gòn Điêu Nhất Tư ở đây là Dương Lịch và Đen Dương. Và hôm nay điều này rất là quan trọng, mây mây bọc hà đã là điều ủng hộ rất đặc biệt cho sân thành phố. Năm bạn ở dưới kia là một ngàn sinh hoạt của những bạn trắng đây là cho những năm bạn. Một năm bạn quanh nam bế xuống đó là lên một bước lên thủ ở những ba trên những bức ảnh trần đất nhiều không bạn là có đây bạn hà đồng bạn của các ca sĩ lúc nào cũng có cái này ba món bạn lưu ly và bạn đã chưa là bạn tôi xin mời quý vị cảm thấy bên này cho ca sĩ mới của ban nhạc tin tức các bạn lên nhau và cũng về cảm ơn sư trưởng ban cao nghĩ em xin trần quốc bảo em xin được chúc mừng về những bản thân như vậy lâu năm cũng về trên đường đầu tiên xin trần quốc bảo tới tham dự sôi nhạc. Cái hôm đó không là không đậm là năm một nghìn năm 2011 cái tổ chức thành sôi thăm là thứ hai thứ ba
cái nền tảng mà chính chúng ta lắp thì mới có đó trật tự và tới hướng tự nhiên. Nhưng mà thật sự chúng ta âm thanh rất là mạnh, phải trong người mà cuối cùng ta âm thanh nước nói nước nói rồi thì cái rất là xấu, xấu chúng ta có trật tự. Như vậy thì các bạn vẫn làm một cách tốt của mình. Xin mời quý vị đặt cho MC Trần Quốc Bảo. Và hôm nay bạn của Trần Quốc Bảo đó là một ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó là ca sĩ Tất Xuân. Xin mời quý vị đặt trái đại biểu quyền cho ca sĩ Tất Xuân. Và hôm nay là một quý vị em, quý vị biết là người đã sân tập ra nguyên nhân ông khi nho xong được thật là tốt cho sức khỏe nâng người lên gần nhiều thứ vậy như thuốc bổ cao hấp sốt áp huyết vân vân chứ mà lên một nhóm này cho biết nhé. Đặc biệt là con học sinh quen thì được cái cũng học đến không có được là những người mà được mấy cái thứ gì là và người ta quên tạm những cái con người chúng tôi cũng như anh Sơn với Sơn cũng một thời như vậy khi mà người này chúng ta được chọn Sơn Sơn và anh này và không quên là cảm ơn giáo sư Nhật Hàn Phúc Sư giáo. Nếu có người nào nếu khi có một người mà yêu cầu được mời, xin mời hãy nói với anh Hồ Sư Đáo, anh Giáo sẽ chỉ khi bị rồi bằng công việc chỉ thức mà cái người dân nhắn các nhà tiền lo Hồ Sư Đáo đó. Và bởi vì chúng ta là thông minh các con anh biết là bạn của Thang, tức bộ là bạn số của mỗi tay. Chưa có gì để mà nhận được cho anh biết. Thế cho bạn, thế này, thế cứ nói mà. Thế chứ người quá. Và chị Ngọc, siêu đi. Chị Ngọc, siêu đi là chị Ngọc, tất cả lâu đây là đầu tiên tổ chức ở đây. Chị Ngọc và siêu đi là một bài số 9. Rất là nhiệt tình của Ngọc, quan nhập kính nhân. Xin mời đi thành giám hệ được cho chị Ngọc và chị đây của bạn Xuân Chí. Nói chuyện cảm ơn dân là chủ nhân của nhà hàng Osawa, một tàu. Và dân cũng là người đầu tiên mà quán trả thay rất là tuyệt vời ở năm 2017. Xin mời chị thành giám hệ cho dân. Và nhóm của bạn của dân đã là Văn. Và hôm nay các bạn vẫn đang cùng nhau để bản thân của chúng ta tổ chức một show nhà lớn ngày 22/2022 tại Sun Food Canada. Nếu quý vị nào muốn tham quan qua những cái show của Sun Food xin mời quý vị làm cái tiếng Anh hoặc là liên lạc với liên lạc sẽ có những cái bài hát để chị đưa vào trong này. Xin mời quý vị cho Tuấn vào đây. Đó, quý vị cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng phải đón của anh Hùng sẽ có anh Hùng và ngày mai sẽ đón bạn để anh Hùng thân thân anh em. Quý vị xin mời quý vị cho anh Hùng. Có thể đọc hơn lúc mà những người làm mấy lúc làm một điều hỏi cho nên không hiểu nhưng mà lúc nào thì là cần thiết là thể tận dụng những sản phẩm để làm đẹp cho nhung và người quan tâm. Và hôm nay cảm ơn Tina là người bạn thân của anh Viên và theo quý vị hôm nay cũng có anh Viên của anh Viên cũng sẽ gặp. Và hôm nay cảm ơn Sơn của buổi thăm mới là người anh biết một cách chỉ chân Sơn Vi người Arizona để bệnh nhân được xuân của anh Viên của anh Viên. Xin mời quý vị cùng nhau cho Sơn Arizona.
và tất nhiên cũng xin được cảm ơn các sĩ Quỳnh Thúy và các bạn lát đây các đến một lần cũng gần đây xin mời quý vị dành thời gian cho nhóm bạn của các sĩ Quỳnh Thúy. Và hôm nay có sự hiện diện của nhóm của bên Lâm Minh Minh có nhóm của Campuchia là người rất là thân thiện với mình, chúng ta đã tham dự dù là người ta không biết gì hết nhưng mà người ta vẫn thấy tham dự để mong chi lên của tây của mình. Và xin mời quý vị dành nhóm bay đặc biệt và tất cả những người bạn thân thương ở đây và bản thân tôi cũng rất cảm ơn các bác sĩ bên tôi này cùng quý vị chúng ta vị hành bên qua người phòng bác sĩ quan viên từ Mỹ Xuân Mỹ Sát những gì những gì những từ Sơn Liên các sĩ Vĩnh Ngọc từ từ các sĩ Thọ Khang và các sĩ Phát Hồng và đội tuyển có và âm thanh của chúng mình đầu tiên âm thanh của xin mời chúng mình kiểm tra đây sao như thế. Và bạn nhận những thông quên cho những cái gì đồng bào và 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 những cái gì đồng bào hồn vết hiến chống anh học nam công đô và quý bạn biết những cái đồng bào và xin quên cảm ơn nhà hàng vui xin có anh học và sự ra anh học của anh họ và tôi cũng cần phải thân thiện với mình nhưng không quên cảm ơn nhóm là một bạn xuất hiện có anh họ và tạo nghề của anh họ rất là nên ủng hộ cái nghề dù tốt bao nhiêu nhưng vẫn làm nên cái bản đó có anh xuân có anh phát có chị thủy có rất là nhiều người thân của cái nghề mà làm số chưa tiên cảm ơn đặc biệt cho tất cả những người bạn thân thân của cái nghề này đây. Và không có gì cả. Thế tôi xin mời quý vị cùng ra sẵn mình với điều ba sự đó. Và tiếng hát tuyệt vời nổi tiếng của ca sĩ Vân Đạt cho bài hát ba số. Ta đi đường đông nhất thì chúng ta nhất và tất cả các chương trình có mặt trên cùng các cùng hay những chương trình giải đấu trong người và